tay phá hỏng dậy toàn ngồi lên bụng chị. Hai ba rồi. Nếu mà tí nữa hết thì cứ sang lấy bao nữa để xây đoạn đi. Thế gì cột kia vào đây rồi. Đấy, cái cột xây bằng kia thôi. Rồi, nó căng lưới lên đi. Vâng. Cho nó có cái độ khóa tiếp này, nó phải tự nhiên nó gửi cả.